Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 16 tháng 8 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Thưa các bạn, hai ngày nay đã xảy ra động đất liên tiếp ở khu vực phía đông Đài Loan. Chiều tối qua, chỉ trong vòng 10 phút đã có 3 trận động đất xảy ra ở ngoài khơi Nghi Lan, trong đó có trận lớn nhất có cường độ 5,7 độ Richter. Ngoài ra, lúc 7 giờ 35 phút sáng nay, ngoài khơi Hoa Liên cũng xảy ra động đất với quy mô 6,3 độ. Toàn Đài Loan đều cảm nhận được. Đèn chùm trong nhà dân lắc lư liên tục, đồ đạc rơi xuống đất. Vào lúc 7 giờ 35 phút sáng nay, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi Hoa Liên, khiến toàn Đài Loan đều cảm nhận được. Do ảnh hưởng của hơn 10 trận động đất liên tiếp xảy ra, các chuyến tàu khu vực phía Bắc của đường sắt Đài Loan đã phải hoãn lại. Ngoài ra, đường cao tốc Su Hoa hiện nay đã được dọn sạch sẽ và đã tiến hành thông xe sau trưa nay. Vào tối ngày 15, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra ở Nghi Lan. Từ màn hình máy quay trong siêu thị có thể thấy khi trận động đất xảy ra, máy giật liên hồi rồi lắc lư liên tục. Tâm chấn của động đất nằm ở ngoài khơi bờ biển Nghi Lan và độ sâu rất nông, chỉ có 9 km. Theo thống kê của Cục Khí tượng, từ tháng 8 đến nay, Đài Loan đã có 50 trận động đất lớn nhỏ được ghi nhận. Động đất nhiều đến mức khiến người dân cảm thấy hầu như xảy ra mỗi ngày. Trận động đất với cường độ 6,3 độ Richter sáng nay không những làm cho toàn Đài Loan rung chuyển, mà tính từ đầu năm đến nay, đây là trận động đất thứ 9 có cường độ từ 6 đến 7 độ Richter. Các chuyên gia địa chất phân tích, trận động đất 7,2 độ vào ngày 3 tháng 4 đầu năm đã làm cho các mảng kiến tạo bị dịch chuyển. Vì thế, các trận động đất năm nay chắc chắn sẽ nhiều hơn những năm trước, tương tự như những đợt dư chấn của trận động đất mạnh năm 1999. Gặp phải động đất khi đang lái xe trên đường, cả chiếc xe container bị rung lắc mạnh. Vào sáng nay, nhiều người dân đã nhận được tin nhắn cảnh báo cấp quốc gia về động đất. Tâm chấn của trận động đất này nằm ở phía đông huyện Hoa Liên, có cường độ 6,3 độ Richter và với độ sâu chỉ 9,7 km. Theo đánh giá của Sở Khí tượng, tâm chấn của trận động đất này cách tâm chấn của trận động đất ở Nghi Lan vào chiều hôm qua là khoảng 73 km, do đó không có liên quan với nhau, đồng thời cũng không phải là dư chấn của trận động đất ngày 3 tháng 4. Trận động đất 6,3 độ Richter vào sáng nay làm rung chuyển hầu như toàn Đài Loan. Hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc đã phải giảm tốc độ và cho tàu chạy chậm. Sau khi kiểm tra đường ray an toàn mới cho hoạt động trở lại bình thường. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Động đất, kể từ đầu năm cho đến nay đã xảy ra 85 trận động đất có cường độ từ 5 đến 6 độ và 9 trận động đất từ 6 đến 7 độ Richter. Về trận động đất mạnh trên 7 độ, hiện chỉ có trận động đất xảy ra vào ngày 3 tháng 4 tại Hoa Liên với 7,2 độ Richter. Các chuyên gia cho biết tần suất xảy ra động đất trong năm nay đã tăng lên rõ rệt. Tổng năng lượng đã giải phóng tương đương với khoảng 47 quả bom nguyên tử. Chuyên gia phân tích sau trận động đất mạnh thường xảy ra một loạt các dư chấn, do đó tổng số các trận động đất sẽ cao hơn bình thường. Còn trận động đất 6,3 độ Richter xảy ra vào sáng nay ở Hoa Liên, thực chất là tâm chấn nằm rất gần so với tâm chấn của trận động đất ngày 3 tháng 4, do đó không loại trừ khả năng sẽ được xếp vào danh mục dư chấn của trận động đất mạnh ngày 3 tháng 4 ở Hoa Liên sau khi được điều chỉnh. Lễ hội dân gian Trung Nguyên Kê Long năm nay đã bước sang năm thứ 170. Tối qua tại khu vực điện thờ chính ở công viên Trung Trân đã diễn ra lễ thắp đèn với những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Kê Long, cùng nguyện cầu mang đến sự an lành cho người dân và hòa hợp cho xã hội. Nghi thức thắp đèn khai mạc lễ hội Trung Nguyên Kê Long, một lễ hội dân gian của người dân Đài Loan đã diễn ra vào tối ngày 15 tháng 8. Tại điện thờ chính ở công viên Trung Trân, hàng vạn ngọn đèn được đồng loạt thắp sáng cùng với màn pháo hoa rực rỡ để thắp sáng bầu trời đêm của thành phố Kê Long. Lễ hội Trung Nguyên Kê Long bước sang năm thứ 170 để tri ân và tưởng nhớ về giai đoạn lịch sử diễn ra cuộc xung đột vũ trang giữa hai tộc người đến từ Chương Châu và Tuyền Châu trong giai đoạn đầu đặt chân đến Đài Loan và nhằm cầu cho những linh hồn người đã khuất được an nghỉ cũng như xã hội được hòa hợp. Vào dịp tháng 7 âm lịch hàng năm, khi các đền chùa thực hiện nghi thức mở cửa quỷ môn quan, cũng là lúc Kê Long tổ chức một loạt các hoạt động lễ hội Trung Nguyên. Trong số đó, sự kiện truyền thống long trọng nhất phải kể đến nghi thức thắp đèn hội Trung Nguyên Kê Long. Ánh sáng lấp lánh vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp trên bầu trời đêm của Kê Long, đồng thời thể hiện sự tôn vinh giá trị văn hóa sâu sắc của lễ hội dân gian đã có lịch sử 170 năm này. Để tăng cường quản lý những người lái xe thuộc nhóm nguy cơ cao, Bộ Giao thông đã đưa ra quy định mới. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 10, giấy phép lái xe ngắn hạn từ 2 đến 6 năm sẽ được cấp hoặc gia hạn tùy theo mức độ vi phạm.
Ngoài ra, đối với những người lái xe cao tuổi trên 75, giấy phép sẽ được gia hạn 3 năm một lần theo quy định. Tuy nhiên, đối với những trường hợp bị thu hồi, giấy phép có thời hạn 2 năm sẽ được cấp lại sau khi thi. Người dân có bằng lái xe cần lưu ý, từ cuối năm nay, việc cấp và đổi bằng lái xe sẽ có quy định mới. Theo đó, để tăng cường công tác quản lý, từ ngày 31 tháng 10, Bộ Giao thông sẽ áp dụng quy định phân cấp dựa trên mức độ vi phạm. Chỉ cấp đổi giấy phép lái xe có thời hạn từ 2 đến 6 năm cho nhóm đối tượng từng bị tước hoặc bị tạm giữ giấy phép lái xe do thường xuyên vi phạm hoặc có các lỗi vi phạm nghiêm trọng. Đối với quy định mới trên, người dân cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Nhằm siết chặt quản lý đối với nhóm tài xế lái xe nguy hiểm, kể từ ngày 31 tháng 10, những người từng bị tước bằng lái và phải thi lại, cũng như từng bị giam bằng trên 1 năm hoặc dưới 1 năm, sẽ được cấp và đổi sang bằng ngắn hạn dạng 2 năm, 3 năm và 6 năm, và đều có thời hạn quan sát là 6 năm. Trong khoảng thời gian này, nếu không mắc các lỗi để bị giam hoặc tước bằng nữa, thì sẽ được cấp giấy phép có hiệu lực đến năm 75 tuổi. Ngược lại, nếu tiếp tục bị tước hoặc bị giam bằng, thì thời hạn quan sát sẽ được tính lại từ đầu. Ngoài ra, đối với nhóm người lái xe cao tuổi từ 75 tuổi trở lên, theo quy định hiện hành cần phải đổi giấy phép lái xe định kỳ 3 năm một lần. Nhưng nếu trường hợp bị tước bằng lái, khi thi lại sẽ chỉ được cấp giấy phép lái xe có thời hạn 2 năm trong khoảng thời gian 6 năm quan sát, phải kiểm tra sức khỏe đạt yêu cầu và vượt qua bài kiểm tra nhận thức thì mới được cấp đổi giấy phép lái xe. Trước đây, thành phố Đài Bắc đã xảy ra vụ con trai của một vị hiệu trưởng trường mẫu giáo bị tố cáo đã tấn công và xâm hại tình dục 6 trẻ em trong trường, còn ghi lại hình ảnh nhạy cảm. Hôm nay, trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án đã dựa vào tội cưỡng bức quan hệ tình dục và các tội trạng khác để kết án người này 28 năm tù giam. Sau khi bước xuống xe, dưới sự bảo vệ của cảnh sát, nghi phạm đã bước vào bên trong phòng xét xử để nghe tuyên án. Người đàn ông họ Mao từ 2 năm trước đã có hành động tấn công và xâm hại tình dục 6 bé gái đều chưa tròn 7 tuổi, còn ghi lại những hình ảnh nhạy cảm. Hôm nay, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án thành phố Đài Bắc đã dựa vào tội cưỡng chế quan hệ tình dục và các tội trạng khác để tuyên án 28 năm tù giam, nhưng có thể tiếp tục kháng cáo. Ngoài ra, Sở Giáo dục thành phố Đài Bắc cũng đã đề xuất biện pháp xử phạt hành chính từ Phó Giám đốc Sở Giáo dục trong thời điểm xảy ra vụ việc cho đến nhân viên phụ đạo, cũng như cựu chủ nhiệm Trung tâm Bảo vệ Gia đình thuộc Cục Xã hội đều lần lượt bị khiển trách và kiểm điểm. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt của Đài truyền hình BTS Đài Loan. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.